Để đảm bảo an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ công tác bảo vệ đoàn khách quốc tế đến thăm Việt Nam, Công an thành phố Hà Nội sẽ phân luồng giao thông và tổ chức tạm thời lại hướng đi cho các loại phương tiện trong 2 ngày là 12 và 13 tháng 12. Cụ thể, từ 12 giờ cho đến 21 giờ 30 phút ngày 12 tháng 12 và từ 7 giờ 30 đến 17 giờ ngày 13 tháng 12, tạm cấm đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh vận tải hàng hóa trên một số tuyến đường giao thông theo hiệu lệnh, chỉ dẫn của lực lượng chức năng, trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe chở khách tuyến cố định. Hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên tuyến đường, trên địa bàn của các quận, huyện, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh. Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng dẫn cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế như sau. Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông, Đông Nam, nghĩa là các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, đi cầu Thanh Trì, Pháp Vân, để đi các tỉnh phía Nam như Ninh Bình, Nam Định và ngược lại. Các phương tiện đi từ các tỉnh phía Đông, Đông Nam như Bắc Ninh, Bắc Giang, đi các tỉnh phía Bắc Vĩnh Phúc, Phú Thọ, đi quốc lộ 5 Nguyễn Văn Linh, Lý Sơn, cầu Đông Trù, Trường Sa, Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt, quốc lộ 2 hoặc từ quốc lộ 5, cầu Thanh Trì, cầu Phù Đồng, quốc lộ 3 để đi các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Xe từ các tỉnh phía Nam đi các tỉnh phía Bắc như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, đi theo tuyến Pháp Vân Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, Phùng Hưng, Gia La, Văn Phú, Lê Trọng Tấn, tỉnh lộ 70, Nhổn, quốc lộ 32, cầu Vĩnh Thịnh đi các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Các phương tiện hạn chế lên đường Vành Đai 3, đoạn nút giao từ Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến đến Võ Văn Kiệt.